Tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ Từ Công Phụng gần đây được báo chí và Internet khắp nơi quan tâm lo lắng về sự sống của người nhạc sĩ. Dù vậy, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã chân tình dành cho bạn bè và phóng viên truyền hình những giây phút quý báu, lạc quan về sự sống và mong muốn cống hiến nhạc tình cho người thưởng ngoạn. Thì ở bên Việt Nam mọi nghe tin như vậy, họ phóng tin ra có vẻ bi thảm hóa. Nó có những cái mục đích mà mình ngoài ý muốn của mình. Thật ra ở Việt Nam cũng hết hồn luôn. Chỉ có những cái email, nhiều email từ Việt Nam gửi qua, nó trong đó có những cái cháu mà nhỏ nhỏ như 18, 19 tuổi đó. Nó nói bác ơi, bác tưởng phụ ơi, bác đừng có chết nha. Bác phải sống để bác về Việt Nam cho cháu còn thấy bác. Tức tội nghiệp lắm. Có nhiều cái nói là trời ơi, con nghe nhạc của bác, con mới 15 tuổi nghe nhạc của bác rồi. Và bây giờ bác nghe nó bác bệnh, con hết hồn. Con muốn hết hồn, nó phải cười. Thì thấy cũng tội ghê á. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái tình thương yêu của khán giả cho mình. Thì chính vì cái tình thương đó mà nếu kéo mình sống lại. Thật ra tôi vẫn tin tưởng là tôi chưa có không có việc gì cả. Tôi cố gắng để phấn đấu với lại cái bệnh ngặt nghèo này để mà sống còn với anh em chúng tôi. Hôm nay thì anh em quy tụ ở đây thăm tôi mà từ xa xôi vậy. Tôi cũng rất là làm vui sướng và hân hoan, mà tinh thần tôi phấn chấn để có thể chống chọi lại với những tháng ngày sắp tới trong khi hóa trị. Nó làm cho mình nức lòng hơn. Vâng, đúng vậy anh. Trên sân khấu và trước mặt khán giả tôi vẫn nói ngày hôm nay một sự hiện diện của đông đảo quý vị là quý vị mang tới cho tôi một cái niềm hạnh phúc lớn lao mà một đời nghệ sĩ cần phải có. Đó là cái tình cảm tốt mà đã dành cho mình, mình không thể nào mình phủ nhận. Có thể nói là 50 năm nửa thế kỷ rồi. Thì tôi đem đến không ít thì nhiều, tôi mang đến những hạnh phúc nhỏ nhoi cho từng người khi mà nghe nhạc của tôi. Nhạc của tôi là gì? Nhạc tình cảm. Mà mỗi người chúng ta đều có những tình cảm mà ai nghe thì cũng thấy mình ở trong đó cả. Đó là tôi đã dâng hiến suốt đời, nghĩa là nửa thế kỷ nữa, tôi đã dâng hiến âm nhạc cho cuộc đời, mọi người trong cuộc đời. Thì hôm nay cuộc đời dành cho tôi cái tình cảm như thế thì cũng là một cái điều mà tiếp tục làm cho tôi xúc động và tôi cảm thấy tôi cần phải sống để tiếp tục phục vụ quý khán thính giả. Ở đó tôi nói như bạn biết, tôi vuốt tóc tôi và tóc nó xuống theo, mà tôi bảo là tôi vuốt tóc tôi, vuốt tóc tôi một lần cuối thì chẳng. Hát và viết nhạc tình từ trên 50 năm qua vẫn còn sinh động mãi trong lòng khán thính giả. Dịp này, tác giả Giữ Đời Cho Nhau đã tha thiết tặng tác phẩm của mình. Thơ dại từ trời đều ta xuống, theo ta xuống biển, theo ta xuống biển, vợ đời ta trôi. Ơn em giang mộng mơ vời, theo ta đến núi về đời yêu thương. Tạ ơn em, tạ ơn em. Thật sao làm sao? Ơn em. Tạ ơn em, tạ ơn em.
ơn anh Phụng nha. Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, SBTN và người Việt Tây Bắc có mặt tại tư gia nhạc sĩ Từ Công Phụng, Portland, Oregon.